Vậy là đã gần tới rồi đó. Anh em hãy nghe lời Vinh, dành ra 5 giây thôi để nghía vào cái bộ nhông xanh dĩa của xe mình, xem coi là nó có bị trùng hay là đã bị mòn hay chưa. Còn khi vận hành ở trên đường á, thì anh em thay vì lắng nghe con tim và lý trí, chọn con tim hay là nghe lý trí, thì anh em hãy dành ra thêm 5 giây nữa để nghe coi là bộ nhông xanh dĩa của xe mình nó có êm hay không, nó có kêu lào xào hay không. Vậy là tổng cộng anh em chỉ mất có 10 giây để xem coi là bộ nhông xanh dĩa của mình có gặp vấn đề gì hay không, có hoạt động trơn tru hay không. Chứ Vinh không đảm bảo rằng các bạn sẽ phải mất 10 phút hay là 100 phút về dân bộ chiếc xe của mình khi mà bộ nhông xanh dĩa phản bội chúng ta. Đây là tác hại của việc xe đi quá lâu mà không bảo dưỡng. Ban đầu chỉ là mòn, giãn, sau đó là nhảy, rồi là đứt rớt luôn cộng sơn ra ngoài. May mắn là ảnh vẫn còn an toàn, may là ban ngày, may là trời không mưa. Nhưng hậu quả vẫn là phải dẫn bộ với cộng dây sơn bị đứt nè, thê thảm vậy nè. Kiếm được tiệm thay cũng trần thang, chưa kể là trễ giờ làm, trễ công việc. Có khi còn phải cắn răng gắn bộ nhông xanh dĩa vừa mắc mà vừa không hợp ý mình. Vì vậy mà Vinh luôn khuyên anh em là nên để ý chiếc xe mình một xíu, chăm xe nhiều hơn một xíu, vì nó là cái chân đi và con trâu cày ra polymer cho chúng ta mà. Từ trong shop hai bánh đi ra, hầu như không có một chiếc xe số nào, xe công tay nào bị tình trạng là bị trùng sơn cả. Bởi vì khi anh em mua bất kỳ một sản phẩm nào hoặc làm dịch vụ tại shop hai bánh đều sẽ được làm 4 bước chăm sóc xe miễn phí. Đó sẽ có một bước là tăng sơn cho xe của các bạn để đi được êm ái và bền bỉ hơn. Hoặc giả sử một ngày nào đó anh em nghía vô thấy bộ nhông xanh dĩa của mình nó dơ quá, mà nhà chúng ta lại không có sân để vệ sinh nhông xanh dĩa, hay là chúng ta không biết làm, thì có thể ghé lại shop hai bánh. Bên mình có vệ sinh nhông xanh dĩa cho anh em luôn, với công chỉ là 60k thôi. Bảo đảm bộ nhông xanh dĩa của xe các bạn sẽ được sáng, sạch, đẹp và được bôi trơn lại bằng dung dịch chuyên dụng của Google Sinh. Vậy còn với trường hợp bộ nhông xanh dĩa của các bạn đã quá mòn, quá cũ, yên tâm, ở đây có đủ DAD, Restore, X1R, Line hay là RK, có đủ xe cho anh em, đủ thông số hết. Anh em thích màu vàng hay là màu đen gì cũng không thiếu. Tất cả đều là nhông xanh dĩa chính hãng với độ bền cao và giá mềm xèo. Nhông hả? Chỉ 65k một cái. Còn đĩa này? Chỉ 160k. Hay là anh em muốn nguyên một bộ? Chỉ 360k. Anh em cứ thử tưởng tượng đang trên đường về quê, hàng thì chở nặng, kẹt xe mà còn phải đèo thêm vợ con mà bị đứt sơn như cái anh ở trên đó thì phải làm sao? Vậy thì nếu như quá lâu rồi anh em chưa quan tâm tới bộ nhông xanh dĩa của xe mình mà vô tình lướt thấy video clip này của Vinh, thì đó chính là tín hiệu vũ trụ đang nhắc nhở anh em nên kiểm tra bộ nhông xanh dĩa của xe mình đi nha. Bởi vậy sếp Vinh thường hay chia sẻ là không quan trọng hóa đơn anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng là phục vụ anh em cảm thấy hài lòng và anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ shop hai bánh là bên mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Vinh 3 tuổi, xin chào và hẹn gặp lại.